Heo mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em đang xem video. Chúc cả nhà một ngày mới thật là an lành và hạnh phúc. Hôm nay Heo chia sẻ cách làm bánh da lợn nhân đậu xanh sầu riêng nước cốt dừa. Bánh thì dai, mềm, thơm, béo. Mình để qua ngày hôm sau cũng không sao trơn á, bánh vẫn mềm ngon. Làm thì rất là dễ. Và màu sắc á là những cái màu từ lá cây thiên nhiên, cho nên mình ăn vào rất là an toàn cho sức khỏe. Và đây là tất cả nguyên liệu của heo nè, giờ cả nhà cùng vào bếp làm bánh với heo nha. Trước tiên heo sẽ đi nấu đậu, và đây là đậu xanh heo đã vo rửa thật là sạch và ngâm qua nước ấm 1 tiếng đồng hồ, bây giờ đậu xanh đã nở mềm. Đậu xanh vào nồi xong thì bây giờ heo sẽ dàn cho đậu bằng phẳng dưới đáy nồi. Tiếp theo thì heo sẽ cho nước lọc vào, cho nước xâm xấp với mặt đậu không cần nhiều quá. Rồi heo sẽ đi nấu ở lửa nhỏ cho đến khi đậu mềm. Trong khi chờ nấu đậu thì heo cũng sẽ chuẩn bị nấu lá cẩm. Và đây là lá cẩm tươi heo trồng ở nhà. Hôm nay heo sẽ sử dụng 15 lá, lá nào cũng ngon hết trơn á. Bây giờ thì heo sẽ cắt ra thành từng đoạn nhỏ như vậy nè. Cẩm heo cắt xong rồi, lúc này heo sẽ cho vào đây 250ml và nấu ở lửa nhỏ cho đến khi lá cẩm của mình nó ra màu đỏ như vậy nè. Nấu khi thấy nước lá cẩm ra màu đỏ như vậy là mình sẽ thu được cái màu tím hồng rất là đẹp. Nếu cả nhà thích màu tím than thì mình sẽ nấu thêm một tí xíu nữa cho đến khi thấy màu nó sậm lại là sẽ ra màu tím nha. Giờ heo sẽ trộn bột, heo cho vào thau 200g bột năng và 20g bột gạo, 100g đường cát và 1/2 muỗng cà phê muối. Heo trộn lại cho đường bột muối nó hòa lẫn với nhau. Còn đây là nước cốt dừa đậm đặc, heo sẽ cho vào đây 220ml. Rồi bây giờ heo sẽ trộn đều lên cho nước cốt dừa nó hòa lẫn vào bột và bột của mình tan mịn ra. Trộn một xíu thì lúc này bột cũng đã tan ra và mịn lại rồi. Tiếp theo thì lá cẩm heo cũng đã để nguội rồi. Giờ thì heo sẽ cho vào đây 200ml nước lá cẩm. Heo cũng sẽ khuấy đều tay cho nước lá cẩm nó hòa lẫn vào bột. Lá cẩm pha vào bột nó ra một cái màu hồng rất là đẹp luôn nè cả nhà. Và bây giờ bột đã tan ra hết rồi, lúc này để cho bột bóng mịn hơn, heo cho vào đây một muỗng canh dầu ăn. Khuấy đều cho dầu ăn nó hòa lẫn hết vào bột. Tại phần bột màu lá cẩm heo đã pha xong rồi, giờ thì heo sẽ để cho bột nghỉ khoảng 15 phút. Lại với đậu xanh lúc này thì heo cũng đã nấu khô ráo nước và mềm rồi nè. Giờ heo sẽ cho đậu xanh ra ngoài cái máy xay sinh tố. Cho đậu xanh vào máy hết rồi, lúc này heo cũng sẽ cho vào đây 100g đường cát và 1/2 muỗng cà phê muối lúc nãy, 1 muỗng cà phê tinh bột nghệ. Bột nghệ này á là mình ăn được và mình dùng để làm mặt nạ đắp mặt cũng được nữa. Còn đây là sầu riêng, heo có được 3 hộp sầu riêng. Sầu riêng cũng là nhà heo trồng luôn. 3 hộp sầu riêng này á thì khi lấy phần thịt ra heo cân được 100g. Rồi bây giờ heo sẽ cho vào đây 250ml nước cốt dừa. Giờ heo sẽ đi xay cho hỗn hợp nhuyễn mịn ra. Khi xay nhuyễn xong rồi, lúc này heo sẽ cho vào đây 80g bột năng và mình xay nhuyễn thêm lần nữa. Vậy là heo đã xay xong hết rồi, giờ heo chuẩn bị khuôn để mà mình làm bánh nha. Và đây là những cái khuôn nhựa chịu nhiệt dùng để làm bánh lăng nè. Sẽ thoa lên khuôn một lớp dầu mỏng để lát nữa mình đổ bánh ra, bánh của mình sẽ dễ tróc hơn. Khuôn thì heo cũng đã thoa dầu hết rồi, giờ thì heo sẽ đổ bột vào nha. Và trước khi đổ bột vào khuôn thì mình sẽ khuấy đều cho bột nó được hòa lẫn lại, nó không còn bị đóng ở dưới đáy thau nữa. Rồi bây giờ lần lượt heo sẽ cho cái phần bột màu lá cẩm này vào khuôn và mình chỉ cho tầm khoảng 1/4 khuôn thôi. Cho bột vào khuôn xong rồi, giờ heo chuẩn bị đi hấp. Và trong cái lúc mà mình cho bột vào khuôn, heo cũng đã chuẩn bị sẵn một sửng nước sôi rồi nè. Bây giờ thì heo sẽ cho hết những cái khuôn bánh của mình vào sửng nha. Rồi giờ heo sẽ đậy nắp lại và hấp ở lửa trên trung bình trong 3 phút. Sau khi hấp 3 phút, heo mở nắp ra, lúc này bánh rất là nóng cho nên heo sẽ mở từ từ. Wow, cả nhà thấy không, bánh có màu hồng rất là đẹp luôn. Và lúc này bánh còn rất là ẩm, heo sẽ cho cái phần bột, đậu xanh, sầu riêng, nước cốt dừa vào. Và lúc này thì heo sẽ cho lấy 2 phần. Heo sẽ làm cái lớp màu đậu xanh này nó dày lên gấp đôi cái phần màu lá cẩm.
theo cho cái lớp bánh màu đậu xanh với lại sầu riêng này á, nó dày, như vậy á mình ăn mới béo mới ngon. Heo rót cái phần bột màu đậu xanh vào xong rồi, lúc này heo sẽ đậy nắp lại và lớp bột này dày hơn, heo sẽ hấp tầm khoảng 6 phút nha. Sau 6 phút mở nắp ra thì lúc này cái lớp bánh cái màu đậu xanh của mình cũng đã chín rồi và lên màu vàng rất là đẹp luôn nè. Trong lúc mặt bột còn rất là ẩm, heo sẽ đổ nhanh cái lớp màu lá cẩm lên, như vậy lát nữa bánh của mình khi đổ ra xong á, nó sẽ không bị tách lớp. Khi đổ bánh da lợn này cả nhà nhớ mình đừng có để cho cái lớp bánh kia quá chín nha. Quá chín á, thì khi mình mở nắp ra bánh xe mặt lại là mình hấp bánh sẽ bị tách lớp hết trơn hà. Còn màu lá cẩm lúc này thì heo sẽ đổ cho đầy mặt khuôn luôn nha. Heo đổ xong hết rồi, lúc này là lần cuối cùng hấp rồi, heo sẽ đậy nắp lại và hấp trong 5 phút. Sau 5 phút, bây giờ thì heo sẽ mở nắp ra. Wow, bánh của mình đã chín rồi và lúc nãy cái mặt trên nó hơi dậy dậy lên xíu nhưng không sao nha. Mình tắt bếp mình để nguội tí xíu là bánh nó xẹp, nó mềm lại ha. Và đây là bánh heo đã để nguội sau 1 tiếng đồng hồ rồi nè. Cả nhà thấy có ngon không? Bánh chia ra 3 lớp, rõ ràng luôn. Cái nào nhìn cũng rất là đẹp. Ở đây là cái phần bột hồi nãy nè, còn hai cái khuôn lớn heo đổ vào khuôn lớn luôn, heo hết khuôn nhỏ rồi. Rồi bây giờ thì heo sẽ lấy bánh ra cho cả nhà xem nha. Bánh nó lấy ra rất là dễ luôn, dùng cái cây xiên que khèo nhẹ như vậy nè. Đó. Rồi heo úp ngược xuống là nó tách ra hà, rất là nhanh và dễ. Wow, ba màu rõ lệch luôn. Quan trọng á là cái màu vàng của đậu xanh á nhìn rất là ngon. Giờ heo lấy bánh hết ra luôn. Và đây á là những cái bánh heo lấy ra xong hết rồi nè. Còn đây á là cái bánh heo làm khuôn lớn. Với khuôn lớn này á thì heo sẽ hấp, thời gian á là nó gấp đôi lên nha. Nhà xem á, cái phần màu của lá cẩm á, bột bánh rất là trong. Bây giờ heo sẽ cắt ra cho cả nhà xem ở phần giữa của bánh như thế nào nha. Giờ heo lấy bánh lên cho cả nhà xem nha. Wow, bên trong á cái màu vàng của đậu xanh nhìn rất là ngon và hấp dẫn, ôm bên ngoài hai lớp bánh màu hồng. Giờ heo mời cả nhà thưởng thức bánh da lợn với heo nha. Bánh rất là mềm dẻo luôn, vị ngọt thì vừa phải. Heo cho thêm tí xíu muối cho nên rất là đậm đà. Đặc biệt nhất là mùi thơm của sầu riêng và bùi bùi béo béo của đậu xanh và nước cốt dừa. Ăn vào miệng cảm giác rất là ngon. Ăn xong một cái là muốn ăn thêm một cái nữa. Cả nhà thấy lớp bánh màu hồng trong veo rất là bắt mắt, kết hợp với màu vàng của đậu xanh sầu riêng thì nó rất là hài hòa. Heo tin rằng với màu sắc bắt mắt như vậy thì các em nhỏ sẽ rất là thích. Nếu mình làm mình bán thì mình trưng bày sẽ thu hút vào ánh mắt của khách hàng nữa. Công thức và cách làm rất là đơn giản, nguyên liệu cũng dễ tìm và rẻ tiền nữa. Từ những nguyên liệu thiên nhiên có sẵn trong nhà, từ lá cây và trái cây, thêm một tí xíu bột, nước cốt dừa là mình có ra được một món bánh da lợn cực kỳ ngon cho gia đình mình thưởng thức rồi. Hy vọng chia sẻ của heo sẽ mang đến cho cả nhà thêm một cách mới để mà mình làm ra cái bánh da lợn thật là ngon và bắt mắt nha. Và video của heo đến đây là hết rồi. Heo kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em thật là nhiều sức khỏe. Thích video và thương heo xin cho heo một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Khi đăng ký cả nhà nhớ nhấn vào chuông để nhận video mới. Heo cảm ơn đã xem và hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo. Chúc cả nhà ngon miệng với bánh da lợn nhân đậu xanh sầu riêng nước cốt dừa nha.